Mát Nưu bị hiểu lầm tặng bánh hết đát cho bố mẹ Hương Giang. Nhiều khán giả cho rằng Mát Nưu thiếu tinh tế khi tặng bánh trung thu cho gia đình Hương Giang vì đã qua ngày rằm khiến mẹ nữ ca sĩ phải lên tiếng minh oan. Sau gần 4 tháng hẹn hò, Mắt Lưu về thăm gia đình Hương Giang ở Hà Nội hôm mùng 2 tháng 10. Tiếp đón chàng rể tương lai, mọi thành viên trong gia đình Hương Giang vui vẻ, niềm nở. Hương Giang cho biết lần đầu gặp gỡ, nhưng Mắt Lưu và bố cô nói chuyện khá hợp. Việc Hương Giang đưa bạn trai về diện kiến gia đình khiến khán giả tin rằng mối quan hệ của cặp đôi rất mặn nồng, nghiêm túc bởi trước đó có không ít hoài nghi nói họ yêu hợp đồng. Trong loạt hình chụp ngày ra mắt, hộp quà mắt Lưu mang biểu bố mẹ Hương Giang rơi vào tầm ngắm của các thành soi mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng, mắt Lưu thiếu tinh tế tặng bánh trung thu hết đát cho bố mẹ Hương Giang, bởi thời điểm anh đến chơi đã qua ngày rằm tháng 8. Biết mắt Lưu có thể đặt bánh nhưng qua ngày rằm người ta siêu mạnh anh ơi, dễ gây hiểu lầm lắm. Sao ra mắt lại tặng bánh trung thu hết đát thế kia? Thay vì tặng bánh trung thu thì nên tặng cái khác sẽ ghi điểm hơn. Lần đầu quan trọng lắm là một số bình luận của khán giả. Khi mát bị xăm soi, đích thân mẹ Hương Giang bà Hiền Đinh lên tiếng giải oan cho anh. Trên trang cá nhân, bà chụp lại hình món quà mát tặng và tiết lộ. Cháu tặng Yến không phải bánh trung thu nhé mọi người Phía dưới bình luận Chị gái nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự thương cảm cho Mát Khi bị nhiều người hiểu lầm Đại diện của Hương Giang tiết nộ với Ione Vì nhớ bạn gái nên Mát Lưu quyết định bay ra Hà Nội Vừa giải quyết công việc kết hợp ghé thăm nhà Hương Giang Đây là lần đầu tiên Mát Lưu đến nhà Hương Giang chơi Mọi thành viên trong gia đình Hương Giang đều quý Mát Xem anh ấy như con cái trong nhà Người này nói Mắt Lưu chụp hình cùng đại gia đình Hương Giang ở Hà Nội. Hương Giang mắt Lưu bắt đầu tìm hiểu nhau sâu sâu hẹn hò người ấy là ai. Mắt Lưu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang 3 tuổi. Anh là CEO của một công ty về lĩnh vực cơ khí, tay chơi hàng hiệu và sở hữu xế khủng không thua kém các vị đại gia nào. Anh từ Singapore qua Việt Nam làm việc được 4 năm nay. Mắt niềm nói đã tìm hiểu Hương Giang nhiều từ trước đó và thích sự thông minh của cô. Anh không ngại chuyện yêu một người chuyển giới, thậm chí còn được bố mẹ ủng hộ. Sau chương trình, tình cảm của Hương Giang và Mắt Lưu đang phát triển rất tốt đẹp. Họ cùng nhau đi đánh gôn, du lịch ở Đà Lạt trao cho nhau những lời ngôn tình. Hôm 18 tháng 9, cặp đôi tổ chức tiệc kỷ niệm 3 tháng yêu nhau và khóa môi trên du thuyền. Trước đó, mẹ Hương Giang từng không ủng hộ con gái yêu mắt lưu. Hương Giang chia sẻ rằng mẹ cô luôn tự ti và lo lắng cho con gái. Sau khi tôi kết đôi với CEO, mẹ tôi phản ứng ngay. Con ơi, không được đâu. Anh đó giỏi thế mà mày lấy về, người ta bỏ mày ngay. Mẹ nói tôi không có tài năng gì. Không sinh được con, lại không biết nấu ăn. Mẹ sợ tôi sang bên nước ngoài, lỡ cả gia đình, dòng họ người ta đuổi về. Bố mẹ sẽ xấu hổ lắm. Bà còn dặn dò con đừng nên yêu những người quá ưu tú mà hãy chọn bạn trai là người chất phát, kém hơn mình để được họ yêu thương. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi, cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.